Lần đầu tiên thì Ngân Giang đến câu lạc bộ Thiện Trang cũng rất là vinh dự, thì cũng xin kính chúc cho câu lạc bộ luôn luôn được phát triển và luôn luôn được đi sâu vào lòng của khán giả ái mộ bộ môn trần ca tài tử cải lương. Và để nói tiếp chương trình thì Ngân Giang xin gửi đến các bạn 8 câu phụ vàng được trích trong bài Thank you.